California Waste Solutions, công ty duy nhất về ngành xử lý chất thải do người Mỹ gốc Việt làm chủ, đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập. Chúng tôi đang có mặt ở nhà hàng Dynasty ở thành phố San Jose, Bắc California. Ngày hôm nay ngay tại nơi đây có buổi tiệc của công ty California Waste Solutions và chúng tôi sẽ nói chuyện với vị tổng giám đốc ông David Dương. Chúng tôi tổ chức cái cuộc tiệc hôm nay để mời gần 1.000 quý vị, các cái hội đoàn, những người bạn và những người đã từng ủng hộ chúng tôi trong 25 năm qua trên chặng đường mà chúng tôi làm ăn, trải qua những khó khăn, thì chúng tôi luôn luôn được cộng đồng cũng như những người bạn, những người cộng đồng của địa phương đến đều coi như là ủng hộ chúng tôi để chúng tôi vượt qua tất cả những khó khăn và đi đến cái thành đạt ngày hôm nay. Mục tiêu của công ty là như thế nào trong 25 năm tới thưa ông? Mục tiêu chính của chúng tôi là phải phát triển đi nhiều vùng hơn, phát triển lớn hơn để có thể là góp phần trong việc cải thiện môi trường được tốt hơn. Và như vậy thì đối với chúng tôi thì luôn luôn chúng tôi tái đầu tư những cái lợi nhuận mà chúng tôi có. Và kế đến là chúng tôi lại luôn luôn trao dồi cũng như là dạy dỗ và đưa cho cái lớp trẻ con cháu bắt đầu đi vào để họ có tiếp tục làm những việc này. Và hy vọng công ty của chúng tôi sẽ một ngày nào đó sẽ đưa công ty của chúng tôi vào trong coi như public, tức là cổ phần hóa ở tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Thì như vậy để cho nhiều thành phần có thể tham gia cùng đầu tư vào trong cái công cuộc bảo vệ môi trường. Tôi xin kính chúc tất cả quý vị khán thính giả của Fubasa TV, anh Lân, một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc. Và chúc tất cả những người Việt Nam của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như các nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn đạt được những sự thành công và may mắn những cái gì mà chúng ta làm. Is particularly special to us because tonight we celebrate the honor and privilege we have had in service the community for over 25 years. Quý vị có mặt đêm nay thật là một sự hãnh diện cho công ty chúng tôi, cho gia đình chúng tôi được tiếp đón tất cả những người bạn, những cơ quan truyền thông báo chí, những hội đoàn và đặc biệt là tất cả những người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta có mặt để cùng chúng tôi chia sẻ và chúc mừng 25 năm thành lập công ty và thành công trên đất Hoa Kỳ. Xin cảm ơn. Hai mươi lăm năm qua thật sự nó một lần chặng đường dài rất khó khăn và chúng tôi trải qua rất nhiều. Chúng tôi không biết chia sẻ với quý vị từ đâu, không biết bắt từ đâu. Nhưng cái kỷ niệm 25 năm chúng tôi chỉ muốn nhắc lại một vài cái sự kiện mà chúng tôi phải trải qua để có thể thành công được tới ngày hôm nay. Đó là những sự kiện khi làm cái công việc của chúng tôi thì chúng tôi phải đấu thầu. Bởi vì cái này không phải là cái ngành chúng tôi sản xuất vào một sản phẩm để tiêu thụ trên thị trường, mà chúng tôi phải đấu thầu để giành được cái công việc làm của mình. Đó là công việc đi thu gom rác, xử lý rác, bảo vệ môi trường, làm sạch môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và đặc biệt là trong đó có cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. In 1983, our family started Cochito Paper Corporations in the city of San Jose and was sold in 1989. We started California Waste Solutions in 1992 and won our first municipal solid waste contract to serve 1/4 of the city. Đến dự buổi tiệc kỷ niệm 25 năm thành lập công ty California Waste Solutions, có rất nhiều các cơ quan truyền thông trong cộng đồng người Việt miền Bắc California, các hội đoàn, dân cử các cấp, các doanh nhân trong vùng và đặc biệt là đông đảo những người đã ủng hộ, giúp đỡ, góp phần vào sự thành công của công ty. Congratulate you on 25 years of service, on being a tremendous partner here
for us in the city of San Jose and all of our residents. And I am going to hand the microphone off to Councilmember Len Diep to say a few words in Vietnamese. Cảm ơn tóm tắt lời nói của nhiệm viên Raul Perales. Chúc mừng Cao Quyết Solution đã có 25 năm sinh hoạt tại San Jose, đã phục vụ cho dân tại San Jose. Và chúng tôi đã có một cái quan hệ quá tốt với Cao Quyết Solution. Chúng tôi ban giao cho ba cái bản khen ngợi. Rất rất cảm ơn chúng tôi biết đến. Cảm ơn anh Peter và David. On behalf of the City Council, we'd like to congratulate you on 25 years, California Way Solutions. Thank you. Good evening. Chúc mừng kỷ niệm 25 năm. Happy 25th anniversary. Thank you for having us here. Thank you, I'm Johnny Camus, and I've been delighted to work with these folks for more than 5 years now. I've been delighted to call Victor one of my friends, and I want to congratulate you on your service to our city for the last 25 years. Thank you. We came in 1978. We were refugees in the Tenderloin. Our first home was the YMCA in the Tenderloin. So you are a great example, not only for running an amazing company and competing in the United States, from municipalities to do recycling, but you're gonna go back to Vietnam and hopefully gonna do some wonderful work there too, I hope. Thank you very much for your charity work and for running an amazing company. More years for you. I thank you very, very much, and I'm so happy to be here tonight to celebrate with you all. Thank you. It's inspiring to me, it's inspiring to so many. Your business is an inspiration to business owners everywhere. You continue to be a family-owned business throughout it all. As you've grown, you protected and supported our environment. And our strong support of California Waste Solutions. Congratulations on 25 great years. Here's to 25 more. Thank you. Miss Janet Nguyen. Thưa quý vị, và bây giờ cho chúng tôi được trân trọng giới thiệu vị nhân cử đại diện cho tiếng nói của cộng đồng Việt Nam mình, không chỉ tại Nam Cali mà là tiếng nói của cộng đồng người Việt của mình tại Cali và trên toàn thế giới, đứa con cưng của cộng đồng Việt Nam mình, cô Janet Nguyễn. Are you having fun tonight? Yeah! It's an honor for me to be here. I actually just came in from Sacramento. We drove here, and the reason why we're here is because it is very important to me. It's very important to the Vietnamese American community to be here tonight. We are so proud of California Waste Solutions. You have been a role model, a company who worked hard, who built a business and still a family-owned, create jobs, environmentally friendly, protects the environment. We have to stand united to be with you, to show that the Vietnamese American community are so proud to know that the Drum family are people who work hard, who do well, and give back to the community. And the least we could do as a community is to stand here with you today, to congratulate you, to thank you for not only creating jobs, but also giving back and opening your heart and giving back and making sure that our community members, wherever you touch, gets to have jobs and also your charitable givings to the community. From not only within the Vietnamese American community, but you also give outside of that as well, because we as Vietnamese American refugees, we believe in giving back to the greatest country that has given us so much. And so that's why I want to make sure that I'm here today to congratulate and David and Victor and Christine for your family and for all that you do. And I to have two legislators, Assemblyman Bob Bonta, here tonight is for us to be here, it shows how much and how proud we are to stand with
you and your family and the company and all the employees. So I want to thank everybody for being here. On behalf of the California State Senate and on behalf of the Vietnamese American community, thank you for everything that you all do for our community and for our country. Thank you. Việt Bay, vũ nhân của STVM, Đời Mới, Mỹ Lợi Media, Bonsa TV, Nét Việt, Sống Mới. Trong ngày kỷ niệm 25 năm của công ty California Way Solution, chúng tôi thấy có mặt Thượng nghị sĩ tiểu bang California, cô Jared Nguyễn. Thượng nghị sĩ cho biết là cái ý nghĩa của một công ty gốc Việt thành công ở Hoa Kỳ mà đặc biệt là trong ngành môi trường như thế này. Thưa quý khán giả của phố Bosa TV, chúng tôi rất hân hạnh, rất là vui là hân hạnh tới đây bữa nay, tại mình được vinh danh một cái công ty rất là lớn lao lớn ở trong nước Mỹ, nước Hoa Kỳ. Và quý vị cũng thấy mình 40 năm về trước, mình, gia đình của chúng ta đi vượt biên, cộng đồng chúng ta đi vượt biên, qua đây hai bàn tay trắng, không có cái gì mà mình thấy, mình ủng mộ anh David và anh Victor và gia đình làm khó khăn bữa nay á, mở một cái công mở 25 năm sau có một cái công ty lớn nhất, một cái công ty mà compete đó trong cái ngành waste and recycling rất là khó khăn, và nó rất competitive, mà anh David và anh Victor và gia đình đó compete được. Và đây là một cái niềm hãnh diện không chỉ riêng cho cộng đồng Việt Nam ở San Jose mà hầu hết là cho cộng đồng Việt Nam ở nước Hoa Kỳ này. Công ty California Way Solution là một cái công ty rất là lớn và Madison rất là hãnh diện. Lúc mà Madison làm nghị viên của hội đồng thành phố thì Madison đã giúp rất là nhiều để cho California Way Solution lấy được cái contract từ thành phố San Jose. Cho nên đây là một cái niềm hãnh diện cho cộng đồng của chúng ta, một lần nữa không riêng ở San Jose mà cho hầu hết là nước Hoa Kỳ này. Theo ông nghĩ thì vì sao ông David có sự thành công này? Cái điều gì dẫn tới cái điều thành công này của ông David, thưa ông? Dạ thưa anh, theo tôi nghĩ thì tất cả những thành công đều trải qua rất là nhiều công lao, mà không phải chỉ công lao không, mà là phải rất là giỏi. Phải nói là anh David là một người, đối với tôi rất là khâm phục, là anh rất là giỏi về mọi mặt. Tại vì chẳng hạn như nghề của tôi chỉ làm đồ ăn sao ngon, bán cho cộng đồng, bán cho khách hàng. Làm đồ ngon, bán thì mình sẽ có khách hàng. Mà đối với anh David làm giỏi, anh David có một công nghệ tốt, chưa chắc gì anh David được hợp đồng. Phải vào làm sao để vận động thành phố, vận động tiểu bang, vận động một phần, không phải nói về chính trị mà hầu như là một phần phải đi vào trong những cái thành phố để mà làm sao vận động, rồi mình mới là làm được những cái gói thầu như anh David. Mà gói thầu quá là lớn, đối với tôi là tôi thấy là cái những gói thầu là không thể, nếu mà tôi bán bánh mì không biết chừng nào bán được mà tiền mà được như anh David làm. Thành ra thật sự là tôi rất là hãnh diện là một người bạn của anh David. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm của công ty California Water Solution, sẽ được bến chúc cho công ty lúc nào cũng được nhiều khách hàng và là một trong những công ty vững mạnh nhất của cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở San Jose nói riêng và ở hải ngoại nói chung. Đó là một niềm hạnh diện rất lớn trong cộng đồng chúng ta ở hải ngoại. Vì cái công việc này nó mang nhiều cái tính chất quan trọng, nhất đó là về môi trường. Và trong gia đình của anh Tiêu Vĩnh Dương đã nỗ lực qua nhiều khó khăn trong cái giai đoạn này. Lê Công nghĩ là càng nhiều người Việt Nam mà thành công là càng tốt cho cộng đồng Việt Nam. Tôi cũng ảnh diện cho người Việt Nam qua đây, cũng thành công và rất là làm khó khăn để mà thành công ngày hôm nay. Madison hy vọng là với 25 năm thành lập công ty California Way Solution thì công ty CWS sẽ tiếp tục 25 năm hoặc là 50 năm nữa để có thể phục vụ cho cộng đồng ở San Jose cũng như là hãnh diện cho một cộng đồng Việt Nam. Và nếu Madison hiện nay là tổng giám đốc của cơ quan Chamber of Commerce, có nghĩa là cơ quan văn phòng thương mại ở Silicon Valley,
thì dĩ nhiên chúng tôi cũng giúp rất là nhiều những cái công ty phát triển ở đây. Và nếu Masin có thể giúp được gì thì Masin sẵn sàng hết lòng để mà giúp cho công ty California Way Solution. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó anh David sẽ là người đổ rác ở Trung Quốc. Nếu anh David đổ rác ở Trung Quốc nữa được thì chúng ta là người Việt Nam phải rất là vui mừng là rác ở Trung Quốc nó nhiều gấp là bằng 7 lần của Mỹ. Congratulations, và mình mong muốn là mình 25 năm tới đây mình chúc mừng 50 năm.